Nha, thì định nghĩa kiểu dữ liệu cây xong chúng ta sẽ chuyển sang khởi tạo một cây rỗng này, sau đó là phép toán make nút đúng không? Bởi vì với kiểu dữ liệu con trỏ khi các bạn làm, mày đã làm với danh sách ngăn xếp hàng đợi con trỏ thì biết rồi đúng không? Là chúng ta có phải có một cái phép toán make nút, tức là tạo một nút. Đấy, vì sao phải tạo nút thì cô nói mãi rồi. Sau khi tạo nút xong bắt đầu chúng ta thực hiện phép toán nhập. Đấy, thì nhập ấy, với cây ấy, thì chúng ta thường cây nhị phân với cây nhị phân tìm kiếm là thường là chúng ta sử dụng các phép toán gọi là gọi lại hàm đệ quy ấy, tức là đệ quy gọi đến chính nó đấy. Thì nhá, giả sử các bạn khai báo một cái hàm nhập này gồm có hai biến là một biến p có kiểu nút và một biến x kiểu int, tức là để cái đây là cái giá nhập giá trị x thì bàn phím sau đó đưa x vào trong p đấy. Thì đầu tiên là nhập nút này đúng không, scan thằng x vào nhá, từ bàn phím nhá. Sau đó nếu mà x bằng 0 thì return null. Đấy, giống như lúc nãy cô cứ nhập giá trị 0 hay là nó dừng không nhập nữa đúng không? Là không có dữ liệu và thoát nhá. Tiếp theo này, khi nhập x vào thì chúng ta bắt đầu gì? Make nút px đây này, hàm make nút px này. Đấy, tức là đưa giá trị x vào trong cái nút p này nhá, là trường data của nút p ấy. Sau khi make nút xong thì bắt đầu thực hiện này, print này. Con trái của cái nút x này. Đấy, con trái của nút x vừa nhập thì chúng ta sẽ gán p trỏ trái bằng hàm nhập px, tức là nó lại gọi lại hàm nhập này đúng không, để quy lại nhá. Đấy, sau đó lại print con phải của nút x. Đấy, thì là chúng ta lại gọi hàm gì? Lại gán thì p trỏ phải sẽ bằng gì đây, lại gọi lại cái hàm nhập này, tức là nó sẽ lặp đi lặp lại ấy. Tức là chúng ta thích nhập một giá trị sao nó lại hỏi nếu mà bằng không thì dừng này. Đấy, nếu mà khác không thì đưa cái nút này vào. Sau đó lại nhập con trái, lại nhập con phải của cái nút mà chúng ta vừa mới nhập, giống như cô thực hiện lúc nãy đúng không? Đấy. Thiết kế giải thuật thì rất là đơn giản. Tôi dùng return ra P. Còn hàm duyệt nhá, duyệt nó hiển thị là chúng ta hiển thị theo ba thứ tự trước, giữa và sau. Thì giống như cô hướng dẫn trong giải thuật đấy. Thứ nhất là nếu mà null thì không làm gì cả đúng không? Khác null thì chúng ta bắt đầu thực hiện này. Thì chúng ta sẽ có khai báo hàm duyệt trước chẳng hạn. Thì chúng ta có một biến t kiểu tree, tức là biến t đây là biến trỏ tới gốc quản lý toàn bộ cây đây, biến t là biến kiểu cây đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ duyệt là chúng ta phải di chuyển qua tất cả các đỉnh trên cây đúng không, cho nên là chúng ta phải có một biến phụ để di chuyển, giả sử biến phụ cô đặt tên là duyệt chẳng hạn. Và cái biến duyệt này ban đầu gắn bằng t, tức là cùng trỏ với gốc của cây để sau đó duyệt di chuyển đúng không. If duyệt khác null có giá trị thì chúng ta bắt đầu gì, print duyệt trỏ data, tức là in dữ liệu ra. Sau đó này lặp lại cái quá trình này trên cây con trái và cây con phải, tức là chúng ta lại gọi lại cái hàm duyệt trước. Cây con trái tức là gán thay đổi này, bắt đầu truyền giá trị là t, bây giờ chúng ta truyền vào là gì đây, này cái biến duyệt này này, duyệt trỏ trái, sau đó lại gọi lại hàm duyệt trước với tham số truyền vào là duyệt trỏ phải, thấy chưa? Đây tức là lặp lại trên cây con trái, đây là lặp lại trên cây con phải này. Thiết kế giải thuật rất đơn giản. Còn khi duyệt giữa nhá, vẫn 1, 2, 3, 4, 5 cái dòng lệnh này, nhưng nó sẽ thay đổi thứ tự. Là duyệt giữa tức là chúng ta sẽ duyệt gì, con trái rồi đến gốc rồi đến gì, con phải đúng không. Đây là duyệt gốc với con trái con phải thì chúng ta sẽ là print này. Sau đó đến duyệt gọi lại hàm trên cây con trái con phải nhá, thì đến duyệt giữa thì chúng ta thay đổi này, cái hàm print dữ liệu đưa vào giữa. Được chưa? Đầu tiên là gọi lại hàm duyệt giữa, tham số truyền vào là con trái nhá, sau đến print, sau đến gọi lại hàm duyệt bên con phải đúng chưa? Còn duyệt sau nhá là chúng ta duyệt gốc sau đúng không? Duyệt con trái rồi con phải đến gốc thì chúng ta lại đưa cái hàm duyệt trái lên, sau đến duyệt phải rồi mới đến gì? Print dữ liệu. Tức là ba hàm này cách viết giống hệt nhau. Năm cái dòng lệnh này nó chỉ thay đổi đúng cái vị trí lúc chúng ta print thôi. Duyệt trước thì print trước, duyệt giữa thì print giữa và duyệt sau thì print sau. Mỗi thế thôi nhá. Sau thì đến hàm main thì chúng ta chỉ gọi lại các hàm ra thôi. Thì đây thì viết theo kiểu cây hợp thôi đúng không? Ví dụ đây là kết quả duyệt trước này, kết quả duyệt giữa, kết quả duyệt sau, break thế thôi. Là cái chỗ này là nhập dữ liệu thì chúng ta gọi hàm nhập, sau đó bắt đầu chúng ta hiển thị. Đấy, rất đơn giản. Các bạn hình dung ra cách làm chưa? Có dễ không? Rất là ngắn gọn đúng không? Ngắn gọn hơn mấy cái phần kia. Đấy là với cây nhị phân nhá. Cây nhị phân ấy thì chúng ta sẽ nhập theo cái cách đấy. Cái thứ hai là tiếp theo là làm sang bài cây nhị phân tìm kiếm nhá.
Bài nào đầy đủ hơn, bài này có gọn hơn. Cô đang hỏi cái gì phân và cái gì phân tìm kiếm khác nhau gì cô? Theo em thì nó khác nhau ở chỗ nào? Em thấy giống nhau khác mỗi tìm kiếm. Khác mỗi chức năng tìm kiếm á? Vâng ạ. Thế ngay từ lúc định nghĩa thấy nó khác nhau chưa? Em lại không đọc cái đấy cô ạ. Không đọc thì làm sao mà hiểu được? Cây nhị phân là gì? Cái cây nhị phân ấy, nó chỉ có quy định là mỗi đỉnh ở trên cây chỉ có tối đa hai con thôi. Nó có quy định gì đến cái việc là khóa của nó phải như thế nào không? À, nhập lộn xộn cũng được ạ. Khóa trên cây nhị phân nó có yêu cầu là phải lớn hay nhỏ, hay là không được phép trùng, với lại bên trái phải lớn hơn giữa, giữa phải lớn hơn, nhỏ hơn phải đâu. À, bên trái phải nhỏ hơn giữa, giữa nhỏ hơn phải đâu. Bất kỳ cây nhị phân nó giống như kiểu cây tổng quát ấy, tức là cái giá trị của nó nhập vào là bất kỳ, không yêu, không có điều kiện khóa nhá. Nó có thể là bất kỳ, có thể là trùng nhau vân vân, nhưng nó chỉ có một cái điều kiện khác cây tổng quát là mỗi một đỉnh trên cây chỉ có tối đa hai con, đúng chưa? Nhưng cây nhị phân tìm kiếm thì là nó mỗi đỉnh trên cây có tối đa hai con giống như cây nhị phân. Cây nhị phân tìm, cho nên là cây nhị phân tìm kiếm thì nó vẫn là cây nhị phân, nhưng nó đặc biệt ở chỗ là cái điều kiện khóa của nó phải thỏa mãn ba điều kiện. Hình dung ra chưa? Cây nhị phân tìm kiếm mới là cái cây mà phải sắp xếp khóa theo thứ tự là bên khóa của cái đỉnh cây con bên trái phải nhỏ hơn khóa tại gốc, khóa tại gốc phải nhỏ hơn khóa tại tất cả cái đỉnh cái con bên phải. Cây nhị phân tìm kiếm nó mới có cái yêu cầu đấy. Còn cây nhị phân thì không cần nha, nhập lung tung được nhá. Cho nên là lúc cô nhập cây nhị phân ấy thì cô mới phải yêu cầu là xem là cái nút này nó có con trái hay không. Thì nhập, nếu có thì nhập vào, còn nếu không thì nhập không để thoát. Sau đó lại hỏi xem có con phải hay không, nếu có thì nhập vào không thì thôi. Đúng chưa? Thế thì khi các bạn nhập cây tổng quát thì nó cũng tương tự như thế, là hỏi là nó có con trưởng hay không, có em liền kề hay không thì nhập vào thế thôi. Được. Tiếp theo là cây nhị phân tìm kiếm. Đây cây nhị phân tìm kiếm này, thì về bản chất nhá, cây nhị phân tìm kiếm nó vẫn là cây nhị phân, cho nên là gần như tất cả các phép toán khác là đều làm giống cây nhị phân. Ví dụ này, khai báo kiểu dữ liệu cũng giống nhá, đây chỉ qua là thay tên thôi nhá. Data left right này, rồi cây của chúng ta cũng là một danh sách liên kết dưới các nút này, giống hệt nhá. Đấy, make null tree để tức là khởi tạo một hàng rỗng này. Thế ngoài ra thì những em phép toán này, tìm con trái này, tìm con phải này nhá, là cái này cũng là trên cây nhị phân, làm cũng có phép toán này nhá, là cũng làm y như này, được chưa? Tìm con trái cầm một nút n nào đó thì nếu mà n khác nôn chỉ cần return n trở left thôi, những cái thuật toán này cô hướng dẫn rồi đúng không? Tìm con phải thì chỉ return n trở right thôi. Với cây nhị phân nhá, mà hỏi cái phép toán này các bạn cũng viết giống hệt như này nhá. Cái này có 8 phép toán hôm cô hướng dẫn lý thuyết trong slide là có rồi đúng không? Đấy. Còn khi duyệt này, duyệt tiền tố này, duyệt trung tố và duyệt hậu tố theo trước giữa và sau nhá, thì ba cái phép toán này là cũng giống hệt nhá. Có thể viết giống hệt nhau. Bởi vì là lúc duyệt thì nguyên tắc duyệt, cách duyệt giống hệt nhau nhá, không có gì khác cả. Hoặc là ở đây thì cô biết nó chỉ khác một tí, nó vẫn thực ra nó chỉ khác về cái cách viết một tí theo thôi. Vẫn là duyệt trước thì sẽ là print trước này. Sau đó thì nhìn đây, gọi đến hàm preorder ở con trái này, con phải này, chẳng qua là cái này là lúc nãy cô có hàm là hàm tìm con trái, tìm con phải rồi thì cô gọi lại. Tham số truyền vào là chính là cái hàm tìm con trái, con phải. Còn bên này thì nó chưa có thì các bạn đây gán bằng cái nút N đấy, trỏ trái trỏ phải cũng được, tức là hai phép toán này biết đều được nha, thế nào được. Chẳng qua là bên này thì là có cái hàm tìm con trái con phải rồi thì gọi thôi. Còn nếu chưa có nhá, vẫn viết giống hệt như kia nhá. Tức là về phép toán hiển thị là viết giống hệt nhau, không có gì khác cả. Đấy, nó chỉ khác trong quá trình nhập dữ liệu. Là cây nhị phân thì chúng ta có thể nhập bất kỳ, hỏi con trái con phải có thì nhập vào không thì thôi. Nhưng cây nhị phân tìm kiếm lúc nhập phải thỏa mãn điều kiện là cái nút con trái ấy phải có khóa nhỏ hơn gốc, gốc phải có khóa nhỏ hơn con phải, hiểu chưa? Cho nên là nhập trên cây nhị phân tìm kiếm nó sẽ phức tạp hơn. Thì đây nhá, để nhập dữ liệu này thì đầu tiên trên cây nhị phân tìm kiếm ấy là các bạn có thể gộp hai phép toán này vào trong một, nhưng nên tách ra thì nó sẽ được hai ý. Thứ nhất là đầu tiên là các bạn phải viết cái giải thuật thêm một đỉnh có khóa và cây nhị phân tìm kiếm trước, sau đó thì các bạn mới nhập. Đấy, thì cái phép toán thêm thì cô đã hướng dẫn rồi đúng không?
lẽ ra ban đầu ấy, nếu chúng ta sẽ có thêm một cái bước kiểm tra nữa là cái bước tìm kiếm xem là cái đỉnh này đã có trên cây hay chưa. Nếu chưa có thì chúng ta mới thêm một nếu có thì không. Nhưng mà ở đây cô chưa biết giải thuật tìm kiếm nên cô sẽ làm trong cái trường hợp là chưa có nhé, mặc định là nó chưa có, tức là trường hợp thêm được nhé. Thì khi thêm được ấy, nó sẽ chia ra ba trường hợp này. Một là khi chúng ta di chuyển đến một cái nút mà chúng ta muốn thêm mà cái nút này đang là rỗng thì chúng ta bắt đầu thực hiện thêm, đúng không? Tức là chưa có khóa trên cây thì chúng ta bắt đầu thực hiện thêm. Thêm bằng cách là gì? Khi chúng ta nhập dữ liệu, đây đây phép toán thêm này hôm trước cô hướng dẫn các bạn này nha. Đây, đầu tiên này, nếu mà cái nút mà chúng ta muốn thêm ấy mà bằng nul, nút gốc mà chúng ta khi di chuyển đến mà bằng nul, đúng không? Tức là chưa có, thì chúng ta sẽ thêm vào cây. Đấy, còn nếu x mà lớn hơn khóa của nút gốc thì chúng ta sẽ tiến hành một cách lệ quy giải thuật này trên cây con bên phải, tức là chúng ta gọi lại cái giải thuật thêm này nhưng với tham số truyền vào là gì đây? Cái nút đấy trỏ rai, đúng không? Còn nếu nhỏ hơn thì chúng ta lại làm cây con bên trái, tức là lại dùng giải thuật lệ quy nhá. Thì cô lấy ví dụ hôm trước, cô lấy ví dụ là có một cái hình này, đúng không? Là giả sử như có cái cây này mà chúng ta thêm 19 đi, đúng không? Đấy, thì ban đầu nha, chúng ta sẽ so sánh cái khóa mà chúng ta cần thêm với khóa tại gốc. 19 với 20 thì thấy là 19 nhỏ hơn 20, đúng không? Thì chúng ta lặp lại quá trình ở trên cây con trái là cây nút gốc 10 này. Nút gốc mà có khóa bằng 10 này. Thế so sánh 19 với 10 thì thấy 19 lớn hơn ấy. Lặp lại sang cây con bên phải là cái cây gốc 17 này nhá. Để so sánh ban đầu nha, các bạn thấy ban đầu là chưa có cái này đâu nhá. Nó chỉ có 17, 15 thôi nhá. Giống như cái cây trên này là nó có mới chỉ có 17, 15. Đây, như này nhá. Đây, cô nhìn này, cây này. Tức là đến cái gốc, cây gốc 17 nhá, thì chúng ta phải di chuyển sang phải vì 19 lớn hơn 7, đúng không? Khi di chuyển sang phải thì gặp cái trường hợp đó là gì? Nút gốc bằng nul, tức là chưa có cái nút nào bên này cả, thì chúng ta thêm 19 vào đây. Đấy, thêm 19 vào. Như này, đúng không? Thêm 19 vào đây. Thế thì thêm 19 ấy, thì giả chúng ta mới chỉ nhập vào từ bàn phím là một cái nút có giá trị x bằng 19 thì chúng ta không thể viết thẳng cái nút x có giá trị bằng 19 vào đây, mà chúng ta phải đưa cái giá trị x bằng 19 này vào trong một nút, đúng không? Và trường data của cái nút đó, cho nên chúng ta mới có cái thao tác là gì? Tạo nút, tức là xin bộ nhớ cấp phát cho một nút này, sau đó cho cái 19 này chỉ vào cái trường data hay trường info của nó thôi, vừa mới chúng ta mới đính vào đây, đúng không? Đấy, thì trong này tức là cái trường hợp thêm được, tức là nút bằng nu này nhá, thì chúng ta bắt đầu gì đây? Xin bộ nhớ cấp phát cho ô nhớ này, giả sử thằng nút trỏ ô nhớ này nhá, thì bây giờ sẽ gắn x bằng gì? Cái này nút trỏ data thì gắn bằng x, rút trở left thì bằng nul, rút trở right thì bằng gì? Bằng nul. Bởi vì đây mới chỉ là một nút thôi, nó không có con trái cũng không có con phải, đúng không? Cho nên left và right của nó bằng nul. Đấy, thì đây là trường hợp mà chúng ta thêm được này. Ngược lại, x mà nhỏ hơn rút trở data thì chúng ta gọi lại cái hàm insert này. Đây, tính hàm insert. Gọi lại chính nó đấy, đúng không? Với tham số truyền vào là gì? Rút trở left, còn x thì vẫn thế nhá. Đấy. Ngược lại, x mà lớn hơn root trỏ data thì chúng ta lại gọi lại cái hàm insert này ở bên gì? Cây con phải. Thế thôi. Đây là chúng ta insert được một nút vào cây nhá. Yeah. Insert một nút vào cây. Sau khi có hàm insert một nút này vào rồi thì chúng ta bắt đầu thực hiện hàm nhập. Đấy, thì chúng ta cũng có đây gọi hàm nhập này. Giả sử như là có một cây K nhá. K có nghĩa tree này. Thêm một biến x để nhập dữ liệu từ bàn phím vào đây. Bây giờ nhá, nhập vào các phần tử trong cây. Nhập không để kết thúc, tức là điều kiện dừng nhập là nhập vào một số 0 ấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ bị lưu này. Scan x vào từ bàn phím nhá, if x khác 0. Là thỏa mãn điều kiện, đúng không? Thì chúng ta gọi lại cái hàm insert gì đây, nút giá trị x vào cây k, thấy chưa? Làm cho đến khi nào thì x bằng 0 thì gì? Thì dừng lại. Đấy, thì khi chúng ta gọi cái hàm insert nút này rồi thì nó đã thỏa mãn cái điều kiện cho các bạn là nếu mà nó lớn hơn thì nó sẽ chạy sang phải, nếu nhỏ hơn thì chạy sang trái, mà nếu bằng thì dừng không nhập, đúng không? Còn nếu rỗng thì là nó gì? Print vào, là nó insert vào. Cho nên là cái hàm insert này nhá, hàm nhập trên cây nhị phân tìm kiếm ấy là sẽ thiết kế khác với cây nhị phân ấy, nhớ chưa? Bởi vì nó phải thỏa mãn cái điều kiện này. Đấy, chưa có thì đưa vào, còn nếu mà lớn hơn đưa sang phải, nhỏ hơn đưa sang trái. Không giống như cây nhị phân lúc nãy nhá. Thế cho nên là các bạn sẽ viết một cái hàm gọi là insert một nút vào trước, sau đó thì sẽ gì? Nhập dữ liệu vào cây theo cách như này, thấy chưa? Sau đó thì chúng ta viết hàm tìm kiếm.
làm tìm kiếm một đỉnh góc máy trên kênh những phân tìm kiếm thì cô cũng đã hướng dẫn rồi đúng không? Là cứ nhập một từ giá trị x vào từ bàn phím này, sau đó thực hiện. Nếu mà root này mà bằng null thì không tìm thấy, tức là không tìm thấy quanh trên kênh. Còn ngược lại, nếu root trỏ data mà bằng x thì thông báo tìm thấy. Trái lại, root trỏ data mà nhỏ hơn x thì lặp lại cái hàm tìm kiếm này ở trên kênh con trái. Đây, gọi lại cái hàm search này với tham số truyền vào root trỏ. Đây. X mà lớn hơn thì tìm trên kênh con phải đúng không? Thì sẽ là gọi lại hàm search ở trên root trỏ right này, ngược lại thì tìm trên con trái. Nhá. Thế là chúng ta chỉ gọi lại các toán tìm kiếm thôi. Sau đó đến chương trình chính thì cần hiển thị gì thì các bạn biết ra. Em nhá. Nhập vào thì cái này thì lại nhập vào giá trị nó sẽ khắc tự biết đặt sang trái sang phải. Đó à. 7 này, 3 này, 4 này, 8 này, 2 5 này, 5 này, 5 này. Đấy. Thì nó sẽ hiển thị kết quả duyệt. Các bạn nhìn thấy kết quả duyệt theo thứ tự giữa là biết ngay đúng không? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng không? Còn duyệt đây là duyệt theo thứ tự trước, còn đây là thứ tự sau. Bây giờ muốn tìm nhá, tìm một phần tử trên cây này. Ví dụ tìm số 5 này ạ. Đấy, nó thông báo là phần tử 5 có trong cây đúng không? Bây giờ muốn thêm, nhập giá trị cần thêm. Ví dụ thứ 9 chẳng hạn. Đấy, thì sau khi thêm vào, các bạn nhìn kết quả duyệt theo thứ tự giữa thì sẽ phát hiện ra dễ hơn đúng không? Thì nó đã thêm được gì đây? Vào cây và khi duyệt theo thứ tự giữa vẫn là dãy tăng dần đúng không? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, thế là cây nhị phân tìm kiếm của chúng ta nhé. Các bạn thực hiện cho cô, thứ nhất là nhập này. Thứ hai là hiển thị theo thứ tự trước giữa sau này. Thứ ba là tìm kiếm này. Thứ tư là thêm. Ok chưa? Đấy, trên cây nhị phân tìm kiếm và thực hiện những phép toán này cho cô nhé. Nhớ các bạn đã hình dung ra cái yêu cầu của bài toán và các bước làm của mình chưa? Tất cả các phép toán này thì cô đã hướng dẫn rất là kỹ trong phần lý thuyết rồi. Đây cô chỉ ghép nó lại thành một chương trình thôi. Các bạn đã hiểu mình phải làm gì chưa? Hả? Không thấy bạn nào trả lời. Ơi. Cô duyệt lên dòng thứ 13 vậy ạ. Dòng thứ 13 ở đây à? Cái chỗ hàm khởi tạo đấy ạ. Ừ. Dòng 15 đấy ạ. Cái con nút chi của cô, cái hàm khởi tạo cây ấy cô. Ừ. Cái bên trên nó có con trỏ rồi, bên dưới cần cái chỗ đóng 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 ở ngoài kìa. Cho chi là AT và bên dưới là cho T trỏ luôn đúng không ạ? Ừ được, cái T trỏ luôn. Sao bên trên có con trỏ, bên dưới con trỏ nó làm gì cô? À. Cái chỗ này là kiểu như là làm giống kiểu làm con trỏ màng ấy. Ví dụ khai báo biến là biến con trỏ T thì khi muốn gán thì là đóng mở ngoặc sao ấy. Thì các bạn thay bằng T trỏ nun giống như là bên này cũng được. À đây là khai báo, à cho T bằng, đây là không phải trỏ nun nhưng mà là bằng. Ô, xin lỗi, tức là gán giá trị của nó bằng ấy. Con trỏ của nó khi là khởi tạo là gán ấy. Đây bên này chúng ta khai báo là và T thì bên dưới này là T này, còn đây khai báo sao T thì nó dưới này sẽ đóng bằng sao T. Tức là gán cái biến kiểu con trỏ ấy. Đây nhá, là gán cả cái cây này bằng nun ấy, cả cái nút này bằng nun ấy. Còn khi chúng ta muốn truy xuất đến một cái trường nào đó ở trong con trỏ này ấy, thì mới dùng cái dấu là trỏ nhá. Đây này. Ví dụ như P trỏ data, P trỏ rep, P trỏ rai ấy nhá. Tức là đây là cách chúng ta truy xuất dữ liệu ở trong biến con trỏ cấu trúc. Còn đây là chúng ta gán dữ liệu cho con trỏ nhé. Còn nếu mà các em muốn gán lép mới chỉ một trường lép hoặc một trường rai bằng nun thì sẽ là T trỏ lép bằng nun hoặc T trỏ rai bằng nun. Được chưa? Khởi tạo của cái cây nhị phân bên này áp dụng cho bên kia được không cô? Được. Tức là cái đây là cái chỗ mà các bạn truyền vào giá trị vào hàm ấy, có thể truyền theo ba cách ấy. Một là theo con trỏ, hai là tham chiếu, ba là truyền theo tham trị thì đây biến của chúng ta là biến con trỏ đúng không? Thì đây là truyền theo địa chỉ, là truyền theo tham chiếu này. Còn đây là truyền theo con trỏ. Tức là dùng sao T hoặc là và T cũng được. Hai cách này thì đều là chúng ta đều lấy được địa chỉ vì chúng ta đang làm với con trỏ mà đúng không? Nếu mà chúng ta truyền vào và T ấy, thì ở đây chúng ta sẽ không phải viết. Chúng ta vẫn viết T bình thường. Còn nếu các bạn truyền vào sao T ấy, thì đây sẽ phải đóng mở ngoặc sao.
đúng chưa? Cho nên là các bạn viết theo cách này cũng được, theo cách này cũng được. Cô bảo là kênh nhị phân và kênh nhị phân tìm kiếm thì tất cả các bước phải tạo, rồi tạo nút, rồi gì nhỉ, hiển thị trước sau giữa, tức là các tất cả các phép toán khác là đều làm giống kênh nhị phân, nhưng cái phép toán thêm, xóa và tìm kiếm, à tìm kiếm thì vẫn giống, à không, tìm kiếm khác, tìm kiếm trên kênh nhị phân nhé, là các bạn tìm tuần tự nhá, kênh nhị phân và kênh nhị phân, à kênh tổng quát. Đây này, trong đề cương nó có một cái câu hỏi này cô mới bổ sung thêm ấy, là khi tìm kiếm trên cây tổng quát thì có thể dùng phương pháp tìm kiếm gì này. Nhớ là cây tổng quát với cây nhị phân thì chỉ có thể tìm tuần tự lần lượt thôi nhé, vì nó không có cái tính chất khóa, cho nên là cứ phải tìm lần lượt hết tất cả các đỉnh trên cây, không được bỏ đỉnh nào. Nhưng trên cây nhị phân tìm kiếm là phép tìm kiếm của nó sẽ chia đôi ra, nó so sánh bằng người thấy, còn nhỏ hơn hoặc lớn hơn nó chỉ tìm sang vế trái hoặc vế phải, nó bỏ hẳn vế bên kia. Nên cách tìm khác nhau nhé, cách nhập khác này, cách tìm kiếm khác và cách thêm cũng khác, thấy chưa? Thêm và xóa thì nó phải thỏa mãn, sau khi thêm và sau khi xóa nó vẫn phải là cái nhị phân tìm kiếm, cho nên là phép toán này, nhập dữ liệu này, tìm kiếm, thêm và xóa là khác cái nhị phân nhá. Bởi vì những cái này là nó liên quan đến tính chất khóa, còn các phép toán khác thì là giống hệt, thấy chưa? Nên các bạn hình dung ra chưa? Chẳng qua là hai cái bài này là cô viết theo hai cái cách khác nhau thôi, biến đặt khác nhau thôi, nhưng còn cách làm thì nó vẫn thế, viết có thể bê từ bên này sang bên này viết giống hệt được nhá. Xong rồi thêm viết toán, à nhập dữ liệu khác, insert này khác này, tìm kiếm và thêm nó khác. Tìm kiếm trên kênh nhị phân nhá là phải duyệt lần lượt hết từ đầu đến cuối. Nên là người ta mới không sử dụng phép toán tìm kiếm trên kênh nhị phân, kênh nhị phân tổng quát, bởi vì nó lâu, nó phức tạp, nên là người ta mới chuyển nó sang cái dạng đặc biệt, đó là kênh nhị phân tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu theo cái cách đấy thì tìm cho nó dễ, nhanh. Nhờ, các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Còn thi cô nếu hỏi kênh nhị phân thì áp dụng kênh nhị phân. Hả? Còn thi mà thầy mà trong đề thi bảo dùng kênh nhị phân mà mình áp dụng kênh nhị phân tìm kiếm vào được không cô? Được. Tức là cái lúc mà mình cài đặt này, cái lúc nhập áp dụng như mà như thế thì thực ra là cũng được, nhưng chẳng qua là nó sẽ hơi đặc biệt một chút thôi. Bởi vì kênh nhị phân ý, nếu nhưng mà riêng cái phép toán tìm kiếm nhá, phép toán tìm kiếm thì trên kênh nhị phân không áp dụng được kênh nhị phân tìm kiếm đâu nhá. Vì cây nhị phân nó phải duyệt hết, tìm hết tất cả các đỉnh, không giống như cây nhị phân tìm kiếm là mình được bỏ một nửa đâu, là phải tìm hết đấy. Còn cái cách thêm thì thêm theo cách của cây nhị phân tìm kiếm thì thực ra là nó cũng được, nhưng mà nó không chính xác lắm, bởi vì là trên cây nhị phân khi chúng ta thêm ấy thì chúng ta chỉ cần cho biết vị trí là chúng ta đính nó vào đấy là được, nhưng cây nhị phân tìm kiếm là nó lại phải thêm theo đúng kiểu, theo đúng tính chất, thỏa mãn điều kiện khóa thì mình áp dụng cây nhị phân tìm kiếm sang đấy vẫn được, nó chỉ là thành ra cây nhị phân đặc biệt thôi, chứ nó cũng không phải được sai hoàn toàn nhé. Nhưng riêng phép toán tìm kiếm nó không áp dụng được nhá. Thêm với lại xóa thì vẫn có thể áp dụng được cây nhị phân tìm kiếm sang, thì nó thành ra là thành làm trên cây nhị phân đặc biệt thôi thì vẫn ok, vẫn chấp nhận nhé. Chỉ phép toán tìm kiếm nó không được áp dụng sang thôi. Cô ơi, cô điểm danh cho em mấy đứa không ạ? Lúc nãy cô giảng em không dám gọi cô, em vào lúc 7:10. Ok, ai đấy? Em Nguyễn Đức Lê ạ. Nguyễn... Nguyễn Đức Lê ạ. À, Lê à? Cô ơi. Thôi. Cô điểm danh cho bạn Nguyễn Đức Lê thì cô tiện tay điểm danh cho em luôn với ạ. Tiện tay có không tiện. Bạn nào đấy? Cô rảnh tay cô điểm danh luôn cho em vậy ạ. Cô đang không rảnh đâu. Không rảnh đâu. Tên là gì? Nguyễn Hồng Phúc cô ơi. Cô cho em Hồng Phúc à? Ok. Vâng ạ. Bạn nào nữa? Em cảm ơn cô ạ. Quốc Việt ơi. Ai? Quốc Việt ạ. Quốc Việt à? Rồi ok, còn bạn nào nữa không? Tùng Đắc ạ. Đắc à? Vâng. Hết chưa? Cảm ơn cô ạ. Ừ, ok. Bạn nào nữa?
Thế là vẫn thiếu bạn Đức Duy này. Đức Duy có chưa? Tăng Đức Hoàng này, Đặng Ngọc Sơn, Lê Vũ Long. Bạn gì hôm qua xin nghỉ nhỉ? Khánh Duy à, đúng không? Khánh Duy có ở đây không? Nguyễn Khánh Duy là xin nghỉ sáng nay đúng không? Thế vậy còn vắng 1, 2, 3, 4 bạn nữa. Ok. Thế về phần cây này các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Đây nhá, cái chỗ mà cô hướng dẫn các bạn ví dụ này nó chỉ là một cách, một hướng giải thôi nhá. Thì các bạn này có thể là các bạn viết theo kiểu khác cũng được. Đấy, cô mới xem qua một số bài thực hành của các bạn thì cũng có một số bạn là viết theo cách khác. Nó khác đi một chút thì cũng vẫn ok nhá, không sao nhá, nhưng miễn sao nó phải đúng. Thứ nhất là kết quả chạy nó phải đúng, và thứ hai là cái cách làm của mình nó phải đúng theo tính chất của từng cấu trúc dữ liệu nha. Mỗi một cấu trúc dữ liệu nó sẽ có cái tính chất khác nhau, nên các bạn phải làm theo đúng yêu cầu của nó, chứ không phải là chỉ làm kiểu gì thì làm, nó miễn ra kết quả là được. Điều ví dụ như là ngăn xếp thì phải làm theo đúng kiểu của ngăn xếp, danh sách thì phải làm đúng kiểu của danh sách, còn hàng đợi thì phải làm đúng của hàng đợi, chứ không thể làm hàng đợi với ngăn xếp làm giống hệt danh sách được. Giờ các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Hôm trước bài ngăn xếp và hàng đợi thì ok hết rồi chứ, không còn vấn đề gì nữa chứ. Nhìn ảnh chép còn sai cô ạ. Chép còn sai. Vô dụng. Hả? Cửa chép cốt không chạy rồi, cô ạ, chép còn sai. Ừ, thế là vô dụng. Gọi y nguyên nó không chạy á? Chắc gì nó đã y nguyên ý, kiểu gì nó không chạy, kiểu gì nó chẳng có cái lỗi nào đấy. Ông chỉ thiếu hai dấu chấm phẩy thôi. Thế ngăn xếp về hàng đợi hôm trước làm chạy hết chưa? Không nói gì mà mình chạy. Không nói gì là mặc định là ok hết rồi đúng không? Rồi, thế còn bài cây hôm nay đã hiểu chưa? Im lặng là đồng ý à? Hiểu rồi à? Vâng, cứ mặc định như thế cô ạ. Cứ mặc định như thế nhá. Vâng. Rồi, hiểu hết rồi thì bây giờ các bạn bắt đầu làm bài tập thực hành cho cô nhá. Hôm nay làm cho cô hai cái bài về cây nhá, một bài cây nhị phân tìm kiếm và một bài cây nhị phân. Đây hai cái nội dung này nhá. Đấy, nội dung bài thì cô đã gửi trên Google Class thì các bạn thấy hết rồi đúng chưa? Về cái phần hướng dẫn mẫu này cô cũng gửi rồi nhá. Hướng dẫn hai bài mẫu này là cô cũng gửi cho các bạn kèm theo rồi đấy, các bạn có thể tham khảo nếu cần, còn nếu không cần thì các bạn cứ tự làm theo ý của mình nhá. Có bạn nào có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì bây giờ cô stop xe để các bạn ngồi làm nhá. Ok không? Được rồi ạ. Rồi cô stop xe để các bạn ngồi làm. Tí nữa trong quá trình làm ấy thôi. Bạn nào có vấn đề thì chúng ta lại trao đổi tiếp nhá. Các bạn có thể có thể xe lên đây để hỏi cô và cả lớp, hoặc là có thể là nhắn inbox Facebook cho cô nhá, hoặc là hỏi trực tiếp ở trên này. Thì yêu cầu như này nhá. Thứ nhất là đến cuối giờ, nếu mà các bạn nào đến cuối giờ làm xong rồi thì nộp luôn cho cô nhá. Thì đến cuối giờ ấy thì cô có thể, một số bạn nào làm xong thì xung phong trình bày ấy, thì các bạn xem màn hình trình bày cô chấm điểm luôn nhá. Một là chấm những bạn xung phong, hai là có thể là gọi một số bạn trong danh sách để các bạn trình bày. Còn những bạn khác mà chưa được chấm ấy, thì các bạn có thể nộp bài lên Classroom cho cô nhé. Cô đã tạo bài tập rồi. Đấy nha. Bây giờ các bạn làm đi nhé. Cô stop xe màn hình nha. Ngô Công Đắc thì không ạ. À, không thấy gì đấy. Không thấy bài tập à?
À, chat ở đây cô có chat thì cô có thấy nhưng mà cô không có thể cô không để ý ngay, cô vẫn nhìn thấy đấy. Cô nói lại.